giả, mỗi sáng thức dậy thì để chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình trong một ngày, thì bạn sẽ tìm mua thực phẩm ở đâu? Siêu thị hay chợ dân sinh, chợ truyền thống ở gần nhà? Câu trả lời là người tiêu dùng sẽ lựa chọn chắc hẳn đó là chợ gần nhà thay vì là phải vào siêu thị. Ở nước ta, chợ truyền thống mang nhiều nét văn hóa, quốc hồn đặc trưng. Những ưu điểm của chợ đó là hàng hóa thường tươi mới, phong phú, đặc trưng vùng miền và giá rẻ. Giao dịch ở chợ thường diễn ra trong không khí khá tự do, dân chủ, thoải mái mặc cả trên nguyên tắc thuận mua vừa bán. Tuy nhiên, chợ truyền thống cũng tồn tại rất nhiều khía cạnh tiêu cực. Không phải ai cũng biết, đa phần số nguyên liệu bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ lại chủ yếu được tuồn vào các chợ đầu mối, một phần được đưa vào các cơ sở chế biến thực phẩm. Và thông qua các đầu nậu, nhiều thực phẩm bẩn còn được phân bổ đi các chợ cóc, chợ tạm, đến tay người tiêu dùng và len lỏi vào từng bữa ăn của các hộ gia đình. Nỗi lo thực phẩm bẩn lọt lưới hệ thống kiểm soát an toàn trong công tác quản lý nhà nước vẫn ám ảnh. Mỗi ngày, hàng triệu người dân khắp nơi vẫn đang tiếp nhận cứ thực phẩm có độc tố. Số trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm đang ở mức báo động. Thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn còn nhan nhản. Các phẩm màu, chất hóa học, chất bảo quản vẫn được các tiểu thương tại các chợ đầu mối công khai đưa ra thị trường. Còn người tiêu dùng chỉ rùng mình khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng. Thực phẩm bẩn, tên gọi gần đây về loại thực phẩm có chứa chất cấm hoặc là hóa chất tồn dư trong quá trình sản xuất và bảo quản chế biến. Theo các chuyên gia y tế, thì những loại thực phẩm này thường chứa rất nhiều tác nhân gây bệnh nguy hiểm cho sức khỏe như là nấm mốc, vi khuẩn, thuốc bảo vệ thực vật tồn dư, phẩm màu công nghiệp, thuốc tăng trọng. Khi chúng xâm nhập vào cơ thể thì ban đầu sẽ gây ra các phản ứng tức thời như là ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Về lâu dài thì có thể gây ra các bệnh mãn tính như đột biến gen, thậm chí là ung thư và dẫn đến tử vong. Bên cạnh đó, ngay cả khi không chứa hóa chất thì môi trường tại chợ cũng có thể làm cho thực phẩm tươi sống như là gà, vịt, thịt, cá bị ảnh hưởng, nhất là giết mổ tại chỗ không vệ sinh và phân phối thực phẩm không được che đậy kỹ càng thì cũng tiềm ẩn mối nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Năm 2000, Việt Nam có khoảng 69.000 ca ung thư mắc mới. Năm 2015 lên đến 150.000 ca. Các nhà nghiên cứu ước tính đến năm 2020, số ca ung thư mắc mới ở Việt Nam sẽ sắp xỉ 200.000. Trong các nguyên nhân của ung thư, có đến 1/3 loại ung thư là do vấn đề ăn uống. Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, nước ta đã có gần 1.600 người ngộ độc thực phẩm. Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trong các bếp ăn công nhân, trường học, gia đình vẫn xảy ra thường xuyên. Trước ma trận thực phẩm bẩn, thì việc phân biệt đâu là thực phẩm sạch, an toàn là quá khó cho người tiêu dùng. Không chỉ thực phẩm tươi sống mà những sản phẩm đóng gói sẵn tưởng chừng tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh. Điểm chung của những sản phẩm này là thường không được che đậy kỹ lưỡng, không nhãn mác nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá rất rẻ. Để đảm bảo thực phẩm không bị nhiễm chất độc hại cũng như đảm bảo được chất dinh dưỡng trong quá trình sử dụng, người tiêu dùng có thể tham khảo một số kỹ năng sơ chế thực phẩm cơ bản như sau. Đảm bảo nguồn nước sơ chế và nấu ăn phải sạch. Ngâm thực phẩm, tùy vào từng loại nguyên liệu mà có thể ngâm nước lã hoặc thêm ớt, gừng, giỏ chanh, giấm để đạt được hiệu quả cao hơn. Rửa, khử trùng thực phẩm. Có những nguyên liệu chỉ cần rửa với nước, xong cũng có những nguyên liệu có mùi tanh khá nặng như cá, cần phải rửa với rượu, giấm hoặc chanh mới giúp khử hết mùi. Chần thực phẩm. Đối với xương, việc chần sơ qua để bỏ hết cặn, chất bẩn và mùi tanh. Chần rau củ và ngâm nước đá giúp rau củ xanh và giòn hơn. Bên cạnh những kỹ năng trên, các thao tác như thái, xay, ướp gia vị cũng được xem là sơ chế nguyên liệu, tạo thành bán thành phẩm trước khi chuyển sang giai đoạn chế biến nhiệt. Thưa quý khán giả, cho đến thời điểm này, thực phẩm mất an toàn vệ sinh vẫn tràn lan tại các chợ. Và đây thực sự là một cuộc chiến dài hơi của ngành chức năng. Thiết nghĩ sức khỏe là vốn quý của mỗi con người, do đó mỗi người dân hãy trở thành một người tiêu dùng thông minh bằng cách là chọn lựa những loại thực phẩm không chỉ đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh việc chú ý một số nguyên tắc chung khi mua sắm như là ưu tiên chọn mua các sản phẩm có bao gói, có nguồn gốc nhãn mác rõ ràng, cần phải hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn, thì người tiêu dùng có thể tải miễn phí các ứng dụng như là QR Scanner, QR Code Scanner về chiếc điện thoại thông minh của mình để mà sử dụng mỗi khi mua hàng. Theo cách là mở ứng dụng trên điện thoại,
Hướng camera vào khu vực có mã vạch trên bao bì sẽ cho ra các thông số liên quan như là nguồn gốc, xuất xứ, thành phần, giá cả sản phẩm mà mình muốn mua. Như thế thì sẽ yên tâm hơn.